Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm Linh Sam đao điểm nhà mình nha. Cái đang cho hoa này. Quá trời luôn. Tím hết cả cây luôn nhà mình. Này. Hoa nụ này, có đơm này, rất là đều luôn nha. Cây này đã thành phẩm ở nhà mình nha. Tẩy cành ok rồi nha. Cây này có mã số là 306. Có số đo hoành gốc cho nhà vườn đo chỗ đây nha. Là 19, cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh là 75 nha. Cái này form tàn ngang tầm tầm 65 ấy nha mình. Cây đang nằm ở chậu nhựa nuôi lọt lòng là 33 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 2 triệu 3 bao ship nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cho một tác phẩm Linh Sam đao điểm nha mình nha. Cây siêu ho luôn nha mình. Hoa này, nụ này, bát ngát luôn. Này, hoa tím nha, thơm. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cúc đế này, cúc đế rất là ok luôn nha. Linh Sam đao điểm nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được kiên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 306, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 2 triệu 3 bao ship nha. Cho một tác phẩm Linh Sam đao điểm nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha mình. Cây này phôi thiên nhiên nha. Này, cây này sống khỏe nha mình. Cây rất là già luôn. Đây, điện kịnh luôn. Có cái cò này. Này, cây rất chi là sung luôn nha mình. Cây này có mã số là 307 nha. Có số đo hoành vườn đo đây là 55. Cây cao là tính từ cái mặt bầu nha. Lên tới cái đỉnh này là 60. Đang nằm cái bầu ươm là 45 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1 triệu tư bao ship nha mình. Cho mình xem tham khảo luôn nha. Đây, một cây cẩm thị kim cương đen. Cây siêu già luôn. Đây, cây rất chi là sung nha. Mặt sau này. Đây có lũa nha mình nha. Lũa này, lũa thép này. Đây có cò này. Cây rất là già luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cái này về mình lên cái chậu cho nó nữa ok. Cái này mình đánh nó phong tàn. Bay cũng rất chi là ok nha. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị kim cương đen nha nhà mình. Này. Đây những vết cắt thì nhà vườn cũng đã xử lý gọn hết rồi. Cẩm thị nha. Rồi mã số 307. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1 triệu tư bao ship nha. Cho một phôi cẩm thị sống khỏe này nha. Cây siêu già luôn nha mình. Rất là già cây. Quải này nha. Nhà mình xem tham khảo được chiên ý thì ủng hộ nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sam hương Đài Loan nha mình nha. Cây này cũng tầm trung rồi nhà mình. Cây cũng bán thành phẩm rồi nha. Cây này có mã số là 308. Có số đo hoành gốc nhà vườn đo là 21 nha. Cây cao là 32. Đang nằm cái chậu là 24 x 15 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 700k bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cả chậu luôn nhà mình nha. 700k. Nhà mình xem tham khảo luôn. Sâm hương Đài Loan nha mình. Về mình để bàn trà cũng ok nha. Thích thì mình về mình lên cái chậu mới cho nó. Là ok thôi. Rồi mã số 318, giao lưu nhanh với nhà mình là 700k bao ship nha. Cho một tác phẩm sam hương Đài Loan nha mình, bán thành phẩm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm dúi nha mình nha. Tên gọi khác là Hòn Anh Mọc nha mình. Cây này liền củ cốt dưới đây nha. Đây đánh mấy cái chì rừng nè. Cây này có mã số là 309. Có tổng hoàn cũ này là 60 nha. Riêng thằng này là 13 này. 13, 14. Cao là tính từ mặt chậu mà lên tới cái đỉnh nha là 65.
đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 28 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,6 triệu bao ship cả chậu nhà mình nha. Mình xem tham khảo luôn. Dưới hòn anh mọc nha, cây rất chi là sung nha mình. Nhà vườn cũng vô dây định hình hết chăm nó này. Về thì mình thích thì mình lên cái chậu khác chăm nó nha. Mấy cái chì nhỏ nhà vườn dựng rừng trên thân này, liền cốt nha, rất là duyên cây luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Rồi mã số 309, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,6 triệu bao ship cả chậu nha nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây phi lao nhà mình nha. Tên gọi khác là cây dương, cây này ở thành phẩm nha mình. Nói chung cái dòng này cũng khó thuần nha. À, cây này thì nhà vườn nuôi thuần chậu rồi. Cây này có mã số là 310, có số đo hòn gốc đây là 30 nha. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới cái đỉnh tàn này là 50 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 30. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,1 triệu bao ship cả chậu nhà mình nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. À, cây này nhà vườn nuôi cũng lâu rồi nhà mình. Cái mặt thân này là thân lũa nhà mình nha, lũa nha. Rồi mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ngân ý thì ủng hộ nha. Cây này nhà vườn sẽ gửi luôn cái chậu nha, 1,1 triệu bao chậu nhà mình. Rồi mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ngân ý thì ủng hộ nha. Xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 310, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,1 triệu bao ship nha, cho một tác phẩm phi lao. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.